Những người khổng lồ cũng được nhắc đến trong huyền thoại về Stonehenge, là cấu trúc cự thạch nổi tiếng nhất thế giới. Những khối đá khổng lồ dựng đứng, khối lớn nhất cao 9,1 mét và nặng 50 tấn, được dựng lên ở đây từ hàng ngàn năm trước. Những người Anh đầu tiên gọi vòng đá này là vũ hội của người khổng lồ và tin rằng chính người khổng lồ đã xây nên nó. Ai đã thực sự tạo nên Stonehenge và họ đã làm thế nào thì đó vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ cuối cùng chúng ta phải nhờ đến những truyền thuyết để tìm câu trả lời. Công trình này chắc hẳn được xây dựng bởi một ai đó trong quá khứ, với công nghệ mà chúng ta không có, hoặc một năng lực kỳ diệu mà chúng ta không thể tạo ra. Các hình xoắn ốc Gilgal-Refiam nằm ở cao nguyên Golan, cách Damascus 80 km. Công trình này được xây dựng từ khoảng 40.000 tấn đá lỏng lẻo. Nó khiến ta nhớ đến Stonehenge. Cả hai đều khoảng 5.000 năm tuổi. Nó cũng có những khối đá cự thạch tương tự như Stonehenge. Gilgal cũng cho là có liên quan đến người khổng lồ, chỉ khác là trường hợp này được văn bản kinh thánh đề cập thêm. Nhà khảo cổ học người Do Thái Daniel Herman đang xem xét ngôi mộ mới được khai quật. Đây là ngôi mộ của một người rất có uy quyền. Hãy nhìn kích thước của các tấm đá được sử dụng này. Ngôi mộ này phải cần đến một khối lượng lớn thời gian và công sức để xây dựng. Khi người Do Thái đến đây và viết kinh thánh, nó đã có ở đây. Vì vậy, họ đã ghi nhận việc phát hiện ra di chỉ khi họ nói rằng khu vực này được cai trị bởi vua Og của người Bashan. Vua Og được mô tả trong cuốn Đề Nghị Luận như sau. Og, vua miền Bashan, là người cuối cùng trong số người Rafa còn sống sót. Rafa là từ tiếng Hebrew chỉ người khổng lồ. Bề mặt của hành tinh của chúng ta có các công trình xây dựng khổng lồ rải rác khắp nơi với niên đại hàng ngàn năm. Chúng ở trên sa mạc, trên đồng bằng, dưới đại dương, trên núi cao, như những di chỉ ở Nam Mỹ này. Tôi nghĩ rằng thế giới từng trông giống như các thành phố mà chúng ta thấy trong Machu Picchu, Tiwanaku, Sasachuaman. Tôi nghĩ rằng thế giới đó là nơi cư ngụ của những người khổng lồ, người dựng nên những tòa nhà từ những khối đá khổng lồ nặng từ 250 đến 500 tấn. Đống đổ nát khổng lồ với quy mô vượt quá sức tưởng tượng được tìm thấy trên khắp Trung và Nam Mỹ. Ngay cả một người hay hoài nghi cũng bị thôi thúc bởi câu hỏi rằng ai là những người xây dựng nên các kỳ quan kiến trúc này nếu không phải là một chủng tộc người khổng lồ. Dân của hòn đảo Địa Trung Hải Manta có một niềm tin cổ xưa rằng hòn đảo của họ đã được biết đến như là thành trì cuối cùng của những người khổng lồ ở châu Âu. Enric von Däniken, nhà thám hiểm đã thực hiện một cuộc nghiên cứu của cả đời mình về cấu trúc cự thạch, là tác giả cuốn sách bán chạy nhất Đôi Mắt Nhân Sư. Manta có những ngôi đền khổng lồ, chúng tồn tại từ rất lâu trong quá khứ, không ai biết chính xác, nhưng ít nhất là 5.000 năm trước công nguyên. Và một trong những ngôi đền ở Gozo ngày nay vẫn được coi là ngôi đền của những người khổng lồ, tên là Tikantila. Truyền thuyết địa phương kể rằng ngôi đền này được xây dựng bởi một phụ nữ khổng lồ tên là Sasuna. Các khối đá rất lớn, rất nặng, mà không người bình thường nào có thể di chuyển được nó.
tại Bolivia, chỉ cách hồ Titicaca 30 km, có những tảng đá khổng lồ nằm khắp nơi. Phiến lớn nhất trong số đó từng dài 29 mét. Trọng lượng của nó đã được tính toán là 900 tấn. Bây giờ nó đang ở một nơi cao 4.100 mét trong dãy núi Andes, là nơi không có cây cối, không có gỗ, không có bất cứ thứ gì. Không thể vận chuyển một phiến đá 900 tấn mà không có bất kỳ một con lăn bằng gỗ nào. Ngay cả có những con lăn bằng gỗ thì việc đó vẫn vô cùng khó khăn. Thực tế ở đây là vậy. Bạn có thể nhìn thấy chúng, chạm vào chúng, chụp ảnh chúng, nhưng không thể giải thích được chúng. Chắc chắn rằng những tộc người trước người da đỏ Inca, người Amara không thể di chuyển nó. Vậy đó là gì? Có lời giải thích nào không? Chúng tôi không biết. Trên nhiều nơi khác trên trái đất, chúng ta cũng thấy có những công trình liên quan đến những người khổng lồ ngoài hành tinh, đến những công nghệ mà chúng ta không hiểu hoặc liên quan tới những người khổng lồ. Người ngoài hành tinh, người khổng lồ, một công nghệ bí mật, những tín đồ mang nó theo những bước tiến của họ. Đây là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, Kiến trúc sư của thế giới dưới lòng đất, Brooke Rust. Các kiến trúc sư là những người của chủng tộc đó, những người xây dựng nên tất cả các khối cự thạch và thế giới cũ, các kim tự tháp Stonehenge. Họ là những người đi trước chúng ta, những người sinh sống trên thế giới này trước chúng ta. Chúng ta gọi họ là những vị thần. Chúng ta đôi khi gọi họ là người khổng lồ. Họ để công trình của mình cho đời sau, còn chúng ta thì không thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ đạt đến mức độ hiểu rõ giá trị của nó mà thôi. Tại Lebanon, cách Beirut 70 km là những tàn tích hùng vĩ của Baalbek. Sách ký ức của các nhà vua đã đề cập đến nơi này. Baalbek là ví dụ điển hình. Nó có cổng đá. Đó là những viên đá lớn nhất thế giới được sử dụng trong xây dựng. Chúng rất lớn. Chúng tôi thậm chí không biết trọng lượng thực tế của chúng. Những viên đá bằng cách nào đó được vận chuyển cách xa hơn 8 km, nâng lên từ 8 đến 9 mét trong không trung và được đặt khít đến nỗi bạn không thể lách một lưỡi dao cạo hay tờ giấy vào giữa chúng. Chúng ta không biết họ đã làm điều đó như thế nào. Chúng ta cũng không có một cần cẩu nào trên thế giới có thể nâng được một trọng lượng như vậy. Không ai biết chắc chắn. Nhưng theo truyền thuyết của Ả Rập, những ngôi đền đầu tiên do bộ lạc người khổng lồ xây dựng sau trận đại hồng thủy do vua Nimrod. Nhưng chính xác thì người khổng lồ là ai? Có giống con quái vật khát máu như Cyclop một mắt trong sử thi Odyssey của Homer, hoặc giống tên yêu tinh trong câu chuyện cổ tích của trẻ em. Hoặc đó cũng có thể là những người khổng lồ hiền lành, sống như bạn và tôi, đi bộ trên đường phố của các thành phố của chúng ta giữa ban ngày. Thật sự là có hai loại người có thể gọi là người khổng lồ. Người khổng lồ là do sự đột biến về mặt di truyền. Những người bình thường nhưng gen của họ được định sẵn là gen phát triển về chiều cao. Hay có những người bị một số loại rối loạn mà phổ biến nhất trong số đó, hoặc ít ra được biết đến nhiều nhất là bệnh to cực. Đó là một căn bệnh mà trong đó hormone tăng trưởng được tạo ra quá nhiều. Bệnh to cực ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể. Nó có thể không chỉ khiến một người trở nên quá cao, mà nó cũng dẫn đến những vấn đề tiềm ẩn về xương và một số các cơ quan nội tạng. Ryan là một thanh niên bình thường, khỏe mạnh, cao 2,1 mét. Tôi chỉ muốn tôi có thể cao như anh ấy. Nhưng điều gì làm cho một người cao bất thường? Là đặc điểm gia đình, sinh dưỡng hay cái gì khác? Những người cao lớn phải là những người bình thường với chiều cao đặc biệt. Chắc chắn một số người cao là những người khổng lồ trong công việc của họ. Nếu đó là bóng rổ, họ có thể là những triệu phú. Những người khổng lồ thực sự lại không làm tốt mọi việc như vậy. Đây là Jack, kẻ giết người khổng lồ đang trình diễn lần cuối cùng trước nhà vua.
Vào cuối thế kỷ thứ 19, con người cao 2,7 mét này đã được tặng cho Sa Hoàng của nước Nga như một món quà. Với chiều cao nổi bật, liệu có thể có được một mức sống vừa đủ bằng cách trình diễn nơi công cộng không? Không khác gì một ngày hội kinh dị. Không thể gọi là hoàn hảo nếu thiếu những người khổng lồ. Ngay cả sau khi chết, họ vẫn có thể hấp dẫn được một con quạ. Anna Swan và chồng cô Martin đều cao tới 2,3 mét, được gọi là cặp vợ chồng cao nhất. Có lẽ phải cần đến hai con cò để đưa một em bé sơ sinh đến với họ. Họ đến từ đâu? Có thể trong quá khứ mờ nhạt và xa xôi, ta có thể lần theo dấu vết tổ tiên của họ đến một chủng tộc người khổng lồ. Nhà khoa học đạt giải thưởng của Viện Weizmann, tiến sĩ Marvin Ettman, tin rằng mình có câu trả lời cho việc đó. Tất cả chúng ta đều có gen di truyền từ người đàn ông đầu tiên, vì vậy không gì ngạc nhiên khi bạn thấy một người khổng lồ giữa chúng ta vào ngày nay, bởi vì sẽ có một gen lặn tạo ra một người như vậy. Bộ lạc Watusi, chẳng hạn, họ rất cao to. Chiều cao trung bình của hầu hết nam giới của họ là gần 2,1 mét, rất cao. Có tài liệu kinh thánh kể rằng có những người thậm chí còn cao hơn nữa. Họ là những người sống ở thời cổ đại. Rabbi Yitzhak Mamostein từ Trung tâm Nghiên cứu Do Thái ở Vancouver, Canada. Điều đó có vẻ khá rõ ràng bởi vì các tài liệu tham khảo trong sách Sáng Thế, sách Dân Số và trong Đệ Nhị Luận khá trùng hợp với nhau, rằng những người khổng lồ dường như xuất hiện từ trước trận Đại Hồng Thủy. Liệu có thể chính điều kiện môi trường của thời cổ đại đã tạo ra người khổng lồ? Từ những bằng chứng hóa thạch, chúng ta có thể biết chắc rằng một số loài như khủng long lớn hơn so với chúng ngày nay rất nhiều. Nhiều người ủng hộ giả thuyết mang tính kích động và gây tranh cãi này là tiến sĩ Campbell. Biểu hiện di truyền tối ưu có nghĩa là thứ tốt nhất mà sinh vật có trong ADN của nó có, được thể hiện ra điều kiện khí quyển thuận lợi. Dựa trên bằng chứng hóa thạch, loại thực vật giống như cây khổng lồ Sequoia ở bang California đã từng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với ngày nay. Một giả thuyết giải thích cho điều này đã chỉ ra rằng các điều kiện môi trường thời xa xưa có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho thực vật tăng trưởng khổng lồ. Dưới những điều kiện được mô tả này, thực vật và động vật có thể sống lâu hơn và to lớn hơn nhiều. Đó chính xác là những gì chúng ta thấy ở cột địa chất trong các ghi chép hóa thạch. Thực vật lớn hơn rất nhiều. Tất cả hệ thống sinh vật đều to lớn hơn. Chúng ta có các loài động vật ngày nay với chiều cao từ 2,4 mét đến 2,7 mét, đã từng cao đến 5 hoặc 6 mét. Chúng ta có những con côn trùng như chuồn chuồn. Ngày nay chuồn chuồn có sải cánh dài khoảng 10 cm. Trong mẫu hóa thạch tương tự với loài này, loài Meganeuropis có sải cánh dài đến 1,5 mét. Mọi sinh vật trong quá khứ đều lớn hơn. Tôi theo ý kiến cho rằng, trong điều kiện khí quyển tốt hơn, con người ta không những sống lâu hơn mà còn cao hơn rất nhiều. Người khổng lồ và khủng long không thể tồn tại trong thời đại ngày nay như trong quá khứ đơn giản vì các điều kiện khí quyển không cho phép. Giả thuyết về sự xuất hiện của người khổng lồ vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi. Liệu có đúng yếu tố môi trường sống đã tạo nên những người khổng lồ và những sinh vật ngoại cỡ của thời kỳ đó? Mời quý